Đây, đẹp lên. Đây rất là sáng người, cái diện tích chiếu sáng rất là rộng ha. Đây, soi thử tiền hả. Đây bước sóng 395 nha mọi người, thì nó sẽ hiển thị rõ cái mệnh giá tiền lên luôn hả. Đây phân biệt tiền giả với tờ giả, tem giả rất là ok mọi người, tem rượu rồi ha, hoặc là tem của hải quan gì đó. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel Hàng Hóa Thái Thắng. Và phía trước mình đang là dòng sản phẩm đèn UV chuyên dụng nha mọi người. Thì khác với những dòng sản phẩm đèn siêu sáng và soi xa trước đây ha, thì sản phẩm này nó sẽ giúp cho mình phát hiện được giấy tờ giả, tiền giả, tem giả mọi người. Ngoài ra thì nó còn có thể phát hiện được những chất độc hại có trong tả hoặc là sữa ha. Đây, nói chung thì có rất là nhiều tính năng nha mọi người. Và quay trở lại dòng sản phẩm này thì nó sẽ có mã là Sapphire UV06 nha mọi người. Thì nó cũng đến từ hãng Sapphire ha, một trong những cái thương hiệu chiếu sản xuất đèn pin rất là nổi tiếng nha mọi người. Đây, thì sản phẩm này thì sẽ trang bị cho mình 100 cái bóng LED nha mọi người. Đối với 100 bóng LED này thì nó giúp cho cái ánh sáng nó tỏa đi rộng nha mọi người, và cái diện tích chiếu sáng nó cũng rất là lớn ha. Đây. Đây mọi người, 100 LED. Và đây là hộp đựng của sản phẩm nha mọi người. Ở đây, đây. Nó sẽ có cái chuẩn là RoHS ở đây nha mọi người. Chuẩn này thì nó sẽ hạn chế các chất nguy hiểm có trong cái thiết bị này ha. Đây, tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu nha mọi người. Rất là an toàn cho sức khỏe ha. Đây. Đây, trong bóng LED. Hộp đựng thì đơn giản thôi mọi người. Và cái thiết kế nó thì cũng vừa cầm tay thôi mọi người, nó không có nặng quá ha. Đây. Đây mọi người, thì ngoài những cái tính năng như là phát hiện giấy tờ giả, tiền giả, tem giả thì nó còn có thể phát hiện được các chất phốt pho có trong tả giấy, sữa hoặc là mỹ phẩm nha mọi người. Ngoài ra thì nó còn có thể làm nhanh khô keo công nghiệp nha mọi người, những keo dán dài, dán dép đồ ha. Đây, hoặc là kiểm tra những cái vết nứt bụi bẩn và phát hiện được nước tiểu chó mèo nha mọi người, và phân biệt được vải cô tông ha. Đây, rất là nhiều tính năng nha mọi người. Đây, thì đối với 100 bóng LED này thì nó sẽ có cho cái đèn này công suất chiếu sáng là 6W nha mọi người, và bước sóng của nó là 395 nanomet ha. Nó sẽ phù hợp cho hầu hết các công việc như là kiểm tra hàng giả mọi người, tem giả, tiền giả rồi ha. Đây, và cho được trang bị 100 cái bóng LED này thì lúc nãy đã nói thì nó sẽ cho cái diện tích chiếu sáng rất là rộng nha mọi người. Đây, còn về chất liệu của đèn Sapphire UV06 này, nó sẽ sử dụng là hợp kim nhôm aluminum nha mọi người. Thì nó sẽ cho cái đèn này trọng lượng rất là nhẹ mọi người, mình cầm nắm sử dụng trong thời gian dài nó rất là thoải mái ha, nó không có bị mỏi tay. Đây, đồng thời thì với chất liệu hợp kim nhôm này thì nó sẽ mang đến cái đèn này cái độ bền rất là cao mọi người, nó có thể chịu được va đập hoặc rơi rớt ha. Và ở trên cái phần thân tay cầm này thì hãng nó sẽ tiện cái đường rãnh kim cương này ha, mình sẽ cầm nó dễ dàng và thoải mái hơn, nó không có bị trơn trượt trong quá trình mình sử dụng nha mọi người. Còn về phần đầu đèn này thì cũng được tiện CNC những cái đường rãnh này mọi người, thì giúp cho cái quá trình tản nhiệt nó diễn ra tốt hơn mọi người, giúp cho cái đèn này hoạt động trong thời gian dài nó không có bị quá nhiệt nha mọi người. Đây, còn về nguồn cung cấp cho đèn thì nó sẽ sử dụng pin là 6 pin AA mọi người. Đây, hoặc là 2 pin 2660 ha. Đây, pin 266 thì không có kèm theo sản phẩm nha mọi người mua rồi ha. Đây, thì đối với pin 2A thì mình có thể dễ dàng thay thế khi hết nha mọi người. Pin này thì rất là thông dụng trên thị trường ha. Đây. Đây, thì khi mọi người sử dụng pin chuẩn ha, pin tốt hoặc như là Duracell hoặc là Energizer á, thì nó sẽ cho cái thời gian sử dụng là lên đến 4 đến 6 tiếng rồi. Đây, pin Energizer này ha. Đây, pin của Mỹ nha mọi người. Đây, mình có thể phát hiện những cái giấy tờ giả như là chứng minh nhân dân bằng lái xe rồi, hoặc là phát hiện tiền giả ha. Đây, phát hiện đồ vật nhỏ mà khó tìm kiếm nha mọi người, hoặc là những cái vết nước tiểu của thú cưng chẳng hạn ha. Đây, hoặc là trong công tác khám nghiệm hiện trường nha mọi người. Nói chung thì rất rất là nhiều tính năng ha. Đây, ở đây là hai cái khay pin mọi người, nó sẽ sử dụng là 6 pin. Đây, 6 pin 2A ha. Hai cái khay pin này. Đây, cực cái đầu nhọn nó sẽ cho vào trước cho mọi người. Đây, trên cái khay pin nó sẽ có hai đầu, một đầu nhọn và một đầu tà ha.
Đây, bạn vào. Có chống nước luôn nha mọi người. Đây, xăng cao su chống nước đây. Giúp cho cái đèn này có thể hoạt động trong cái điều kiện mà ẩm ướt chẳng hạn, trong khu công nghiệp đó mọi người. Và đây là dây đeo. Dây đeo cổ tay mọi người. Thầy mình cho vào thì nó sẽ không có bị rơi rớt ha. Còn về trọng lượng của đèn là 276 g bao gồm pin nha mọi người. Và kích thước của nó là 191 x 78 x 38 mm ha. Và màu sắc là đen rất là sang trọng ha. Đây, đến từ thương hiệu Superfine. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành bật đèn lên thử nha mọi người. Đây, tắt cái đèn này. Đây, đèn lên. Đây, rất là sáng mọi người. Cái diện tích chiếu sáng nó rất là rộng ha. Đây, soi thử tiền ha. Đây, bước sóng 395 nha mọi người. Thì nó sẽ hiển thị rõ cái mệnh giá tiền lên luôn ha. Đây, phân biệt tiền giả với tờ giả, tem giả rất là ok mọi người. Tem rượu rồi ha, hoặc là tem của hải quan gì đó. Đây mọi người, nổi lên rất là rõ. Đây mình soi từ cái khoảng cách rất là xa mọi người. Thì như lúc nãy nói thì nó còn có thêm cái tính năng rất là quan trọng như là làm nhanh khô keo, những cái loại keo công nghiệp, keo dán dài, dán dép rồi mọi người. Đây, hoặc là phân biệt được vải cô tông ha. Đây. Đây mọi người. Giá thành của cái đèn này thì cũng rất là rẻ nha mọi người. Thì mọi người hãy nhanh tay gọi đến hai số điện thoại hotline đây thì bên mình sẽ tư vấn mẫu giá cho mọi người ha. Đây. Thì nếu như mọi người có nhu cầu trang bị dòng sản phẩm đèn pin Superfine UV06 140 LED này thì mọi người cứ tham khảo trực tiếp ở địa chỉ là số 12 ngõ 51 Hồng Hà, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội. Trong khu vực miền Nam là 129 Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, số là 0912 245 244 và 0974444097. Trang web là điện-tử-thắng.com/nhầm.net mọi người. Và ngoài ra thì mình còn cung cấp thêm những dòng sản phẩm đèn UV khác, những dòng UV mà nó có ba cái bóng LED. À, vừa sáng trắng, sáng vàng và vừa UV luôn nha mọi người. Hoặc là những dòng sản phẩm đèn UV có cái công suất chiếu sáng thấp hơn ha, những dòng UV một bóng. Và bên mình còn cung cấp thêm dòng sản phẩm khác như là máy dò vàng kim loại đá quý, những dòng đèn pin siêu sáng, đèn pin lặn, đèn pin tự vệ, đèn pin cứu hộ, dòng chống cháy nổ, thiết bị quang học như là ống nhòm ngày, ống nhòm đêm, kính thiên văn, kính hiển vi mọi người, thiết bị kỹ thuật số, đồ công nghệ, phụ ảnh số, máy gam, camera hành trình, micro không dây, có dây micro nghị. Đây, những dòng camera dưới nước, camera sâu nghiệp và những dòng thiết bị đo lường các loại mọi người. Và mình cũng xin kết thúc video tại đây. Và nhớ like, đăng ký kênh YouTube của mình để khi mình ra video mình sẽ không có bỏ lỡ bất kỳ những cái sản phẩm hàng hot, hàng độc đáo nào của mình ha. Đây, quá trình đăng ký là diễn ra hoàn toàn miễn phí nha mọi người. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video sau.